Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án MDay tiếp tục ở trên sàn MXC. Dự án MDay thứ 25 và con này là con ZBC, con ZBIC. Dự án này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia cái chương trình MDay này nhé. Một token ZBC là tương đương với khoảng 0,021 đô la. Đấy, thì nó sẽ có allocation MDay của nó là tất tổng cộng pool là khoảng 4 triệu 762 nghìn token các bạn nhé, dành cho MDay. Thì nó sẽ có chương trình này sẽ có hai cái nhiệm vụ mà chúng ta có thể tham gia và kiếm MDay các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái sự kiện là trading round, tức là giao dịch để chúng ta có thể nhận thưởng. Chúng ta có thể giao dịch trên chợ spot, ETHF, margin hoặc là future ở trên max trong vòng 3 day nhé, từ ngày 14 tháng 3 5 giờ đến ngày 16 tháng 3 lúc 5 giờ UTC cộng 7 nhé các bạn nhé. Thì ticket thì nó sẽ cái phần trading thì có khoảng 1.800 ticket. Một winning ticket thì sẽ nhận được khoảng 1.000 ZBC. Và chúng ta ở thấy ở bên dưới là những cái đồng coin mà họ sẽ chấp nhận cho chúng ta trao đổi nhé. Tiếp theo nữa là cái dự án holding MDay. Các bạn holding trên 500 MX đến 1.000 các bạn sẽ nhận được một vé. Đấy, các bạn càng hold nhiều MDay MX thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều vé nhé các bạn nhé. Ví dụ các bạn hold 100.000 MX thì các bạn sẽ nhận được 100 vé nhé. 100.000 đô la 100.000 MX trở lên. Đấy, thì mình nói qua cái sự kiện là như thế. Bây giờ là chúng ta sẽ chuyển sang phần chính, là chúng ta sẽ phải có một cái tài khoản ở trên sàn Max. Bạn nào mà chưa có tài khoản Max thì các bạn có thể đăng ký theo link của mình ở bên dưới video các bạn nhé. Đấy, thì các bạn đăng ký sau đấy vào phần verification thì chúng ta sẽ có phần xác minh KYC. Các bạn KYC cho mình cái Primary KYC các bạn nhé. Đấy. Chúng ta sẽ KYC sau đấy thì chúng ta sẽ chuyển tiền vào đây để chúng ta mua MX để hold, hoặc là chúng ta có thể mua MX để chúng ta trao đổi luôn. Đấy. Ví dụ ở đây chúng ta có MX này. Đấy. Mình có MX này. Đấy. Thì các bạn có thể deposit bằng USDT. Sau đấy thì chúng ta có thể mua MX các bạn nhé. Tiếp theo nữa là chúng ta thấy cái sự kiện mở đây nó hiện cái hình lửa ở đây, ngọn lửa đây nhé. Đấy, chúng ta sẽ vào đây. Nó tại vì là nó chưa có đến giờ ấy. Đấy, ngày mai đến giờ thì nó sẽ có ở đây và nó sẽ có phần trading round và stake MX holding round nhé các bạn nhé. Đấy, thì nó cũng như cái dự án này trước đây nè. Đấy, nó sẽ tính toán như thế này. Như hôm trước là mình không có trúng này, có hai vé nhưng mà không trúng này. Đấy, nó còn muộn được vé xong thì nó sẽ còn quay may mắn nữa các bạn nhé. Đấy, may mắn thì mình mới có thể nhận được vé được các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì gọi là mấy giờ nhỉ? Thử xem nào. 5 này. 12 giờ á. 12 giờ đêm à, hôm nay. Nói chung là ngày 15 đấy, ngày 15 đến hết ngày 17. Phải không các bạn? Mà hết ngày 16. Đấy. Từ ngày 14 chứ. Tức là 12 giờ ngày 14 thì cũng là ngày 15 đấy, còn gì nữa, phải không các bạn? Đây, ngày 15 đến hết ngày 16 nhé các bạn nhé. 16 là 5 giờ UTC cộng 7 mà, phải không các bạn? Đấy. Sau đấy thì các bạn sẽ thấy nó hiện 12 giờ, tức là ngày mai đi các bạn nhé. Các bạn sẽ complete cái sự kiện này sẽ trade vào ngày mai. Đấy, ngày mai sáng mai thì các bạn có thể trade được rồi nhé các bạn nhé. Đấy, mọi người chuẩn bị cho mình là đạn dược các thứ thoải mái đi. Đấy, mọi người có thể deposit USDT hoặc là này các bạn USDT. Chúng ta deposit USDT nhé. Đấy, chúng ta có thể deposit từ các mạng khác nhau như Tron này, BEP này, SOL này, HECO, MATIC. Đấy, các bạn chọn mạng thế nào cho nó đúng nhé các bạn nhé. Đấy, thì nó tránh cho chúng ta là khỏi mất mát tài sản nhé. Sau khi chuyển vào thì mọi người có thể vào phần spot đấy để chúng ta có thể trao đổi nhé. Chúng ta có thể trao đổi MX cũng được. Đấy, chúng ta trao đổi MX cho nó nhanh, cho nó dễ. Đấy, trao đổi xong thì mọi người có thể hold một ít MX nhé.
Các bạn hold càng nhiều thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều vé nhé các bạn nhé. Chúng ta cứ trade hết đi, trade lúc nào mà chúng ta thấy đủ. Ví dụ cái bên này này, ví dụ các bạn muốn có 7 vé thì các bạn muốn có 7 vé thì các bạn có thể trade thôi. Hold nữa, hold cũng được nhé các bạn nhé. Hold và trade nhé. Ok, thì ngày mai thì nó sẽ có hiện cái thông tin ở chỗ ở đây này nhá. Thì mình sẽ ấn vào và tham gia và xem là cái số lượng của mình nhá. Đấy. Các bạn cứ trade lấy volume đi càng nhiều càng tốt các bạn nhá. Cứ lấy 50 hoặc 100 nghìn đi. Đấy, thì các bạn sẽ có 5 đến 7 vé gì đấy nhá. Sau đấy thì lại các bạn hold MX nữa, lấy 10 vé nữa nhá cho nó chắc ăn. Đấy. Link mình sẽ để bên dưới video cũng như là link sự kiện mình sẽ để bên dưới video cho mọi người nhé. Các bạn nhớ tham gia cái sự kiện này và chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở sự kiện này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.